Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Bình Luận Viên Diaki. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục reaction và phân tích những diễn biến của ngày thi đấu thứ hai chung kết của FIFA World Series Thái Lan. Về kết quả giải đấu chúng ta đều đã biết rồi, nhưng mà có một điểm đáng chú ý là ví dụ như vị trí Reverse Track thì sau ngày thi đấu đầu tiên thì họ chỉ có đối bình đó là 61 điểm thôi. Và rõ ràng là nếu mà nhìn vào ngày thi đấu đầu tiên thì không ai nói Reverse Track họ sẽ có đối bình vé đi tiếp vào FIFA World Series thấy FIFA World Series Spring 2024 cả. Nhưng mà đến thực sự đến ngày thi đấu thứ hai thì họ đã làm được một điều mà cá nhân tôi đánh giá là nó là một cái bước vượt bậc và vượt bậc khá là kinh. Bốn vị trí đầu tiên từ Attack All Round cho đến Buriram cho đến CG và XP Sport thì sau ngày thi đấu đầu tiên thấy khá là rõ rồi. Thì cái cuộc đua ở trong ngày thi đấu thứ hai ấy, cuộc đua ở ngày thi đấu thứ hai thì nó chỉ là còn là của một số đội, ví dụ như là Reverse Red hoặc là JV đấy. Và thực ra thì đa số các bình luận viên ở bên Thái Lan thì đều đoán là JV và sẽ là team đi tiếp. Đây có 6 người đoán JV và cũng có 6 người đoán và đó là Reverse Red. Thì đây là hai đội mà ở thời điểm hiện tại được đánh giá cao nhất ở bên Thái Lan, sau cái top 4 đội đứng đầu tiên. Ok, chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên. Thì ở cái vòng thi đấu chung kết này thì bên Thái họ lại không bốc thăm, họ lại không bốc thăm bảng đấu, không bốc thăm trận đấu như là ở vòng ngoài. Chúng ta cũng nhìn thấy đó là Reverse Red có sự khởi đầu ở bên trong vực đó Riverside đấy, và Buru thì vẫn nhảy ở khu vực cổng trời quen thuộc mà thôi đấy. Chúng ta cũng thấy là rõ ràng là P-Sport chúng ta cũng sẽ cần phải chú ý. Ok, ta sẽ đổi cái cam qua bên này cho nó dễ nha. Ok đấy. Blue thì cách triển khai của họ thì cũng tương tự như bình thường thôi, không có gì đặc biệt ở trong cái ván thi đấu đầu tiên về cách triển khai của họ trong ván đấu. Đến thời điểm này thì top 5 Elims đó là Wasana, Pungot, Jam, SPD và Kero. Thì rõ ràng là Pungot đang có sự quay trở lại rất là mạnh mẽ ở FIFA World Series Thái Lan lần này. Có một số bạn hỏi là tại sao đợt DSL thì Pungot không bắn. Đợt DSL Pungot không bắn thì có vẻ như đợt đấy nó đang nằm ở trong một giai đoạn bận đi học. Tại vì cái giờ thi đấu DSL nó cũng nó thi đấu tận 8 trận. Bên DSL thi đấu 8 trận nên là đợt mà bắn DSL thì là Pungot không bắn. Nhưng mà đến giải chính thức thì Pungot lại vẫn có chơi. Đầu tiên thì chúng ta vẫn có pha giao tranh giữa Top Star cùng với cả Jazz, mà cũng không có gì đặc biệt lắm. Chúng ta mấy đội này thì cũng không gì đặc biệt lắm. Chúng ta có một tình huống mà JV họ tấn công vào vị trí của CG, họ chủ động đi bắt CG. JV cái ngày thi đấu này thì phải nói là JV họ cũng đang dẫn điểm so với cả vị trí Reverse Stress, nhưng mà thực ra hai đội là cách nhau mấy điểm thôi. Cách nhau mấy điểm, với đội 68 và đội 61 thì cách nhau tính ra là có 7 điểm. Nên thật ra là các đội họ sẽ chọn cái cách thi đấu mà nó có tính chủ động một chút. JV lúc này thì CG họ bị mất lẻ người và họ đi vô tình họ bắt gặp một thành viên đến từ Top Star có đội bình mạng gục, trong đó là Attack All Round liên tục có đội bình mạng gục vị trí sáp. Cái lối chơi của các đội Thái Lan tầm này nó vẫn là đi bắt nạt các đội yếu cả. Thế nên là chúng ta cũng thấy là vào đến giải đấu chính ấy, thì các đội Việt Nam chúng ta cũng sẽ cần phải có một cái phương án như thế nào đấy để tránh bị bắt lẻ trong giai đoạn đầu tiên ván thi đấu. Cho nên nếu mà để mà bị bắt lẻ từ các team Thái Lan thì sẽ là câu chuyện khá khó. Nhà bên Thái Lan này cái khả năng bắt lẻ họ bây giờ rất là tốt nhé. Tức là họ có những tình huống đánh vây bắt từ trong giai đoạn đầu game rất là ổn. Các bạn sẽ thấy là đâu đó trong khoảng 5 phút thi đấu đầu tiên ấy, các đội Thái Lan sẽ luôn có được mình cái mạng gục sớm để họ tích lũy cho mình lượng xu. Tại vì bây giờ các đội đều mang ít nhất 2 con suji. Thì nếu mà có mạng gục thì cái lượng xu của họ nó sẽ có một sự vượt trội. Thế đây chúng ta chú ý một chút là về cái việc mà tranh các cái vị trí ở bên ngoài khu vực bản đồ CG, và tại sao CG cùng với cả tại sao CG với JV đấy, các bạn nhìn thấy là họ cứ cố gắng tranh nhau khu vực đài quan sát làm gì, trong khi khu vực đài quan sát này nó đều nằm trong bo. Thì tôi cũng không rõ là lý do tại sao họ cứ cố gắng tranh nhau khu vực này, nhưng mà tôi tin rằng là những cái khu vực mà có máy phóng ấy nó sẽ luôn ở khu vực mà họ cần kiểm soát cho giai đoạn khoảng phút thứ 7, phút thứ 8 thì những cái khu vực mà có cho mình đó là máy phóng đấy, sẽ luôn là những khu vực mà các đội họ sẽ muốn kiểm soát. Đấy, tôi cảm thấy là những khu vực này thì nó sẽ giúp cho các đội có thể di chuyển ở bên trong bo, tính toán vào trong bo, tức là họ sẽ cố gắng là ví dụ cái đài quan sát thì nếu nó nằm ở gần bo thì các đội sẽ vẫn cố gắng chiếm cái khu vực đài quan sát để đến khoảng phút 6 cho đến vòng bo 3, khoảng phút 8 chúng ta bắt đầu thu vòng bo 3 thì họ sẽ cố gắng chiếm đến khoảng phút thứ 7. Sau đó thì họ sẽ dùng con long thần Avon quét vào cái vị trí mà họ cần check xem là khu vực đấy có địch hay không.
Đấy, và từ đó họ quyết định là sử dụng máy phóng. Thì như vậy họ sẽ tiết kiệm một khoảng thời gian chạy bo tương đối dài. Họ sẽ tiết kiệm khoảng thời gian chạy bo dài so với cả việc là họ cứ chạy loanh quanh để chờ việc vào bo, hoặc là vào bo sớm. Thực ra bây giờ tôi thấy là các đội Thái họ không chủ động vào bo sớm đâu. Ngày xưa thì Bru với cả CG và một số đội Thái SP hạn là thiên vào bo sớm, nên các đội toàn chọn cách vào bo muộn. Tại vì chúng ta bây giờ có rất nhiều cách vào bo nhá, xe các thứ, xe cũng rất là khỏe nhá. Sau đó đến nhất cái xe khỏe, thứ hai là cái cổng dịch chuyển này cũng rất là dễ để tìm, và thứ ba là máy phóng. Bây giờ máy phóng cá nhân cũng có luôn. Với cả bây giờ thì cái việc mà nếu như một đội mà có nhiều xu ấy mà họ sử dụng máy bán hàng cá nhân ấy, thì họ sẽ còn có một cái lợi thế là họ sẽ không cần phải tìm cái máy bán hàng thường nữa. Nếu mà có máy bán hàng thường thì tốt, còn nếu mà không máy bán hàng thường thì máy bán hàng cá nhân họ có thể giải quyết được cái vấn đề là hồi sinh những người đồng đội của mình. Nếu như mà cái quan trọng là cái lượng xu kiểm soát nó phải nhiều, lượng xu kiểm soát nó phải nhiều. Lúc này thì Bru họ tiến vào bên trong, đó là khu vực khác vùng hồ, một hướng đi khá lạ từ Bru. Tôi nghĩ là do họ không áp lực gì lắm. Ở đây là XP thì họ biết rằng Avida ở đây hay không, họ biết có Avida. Và đó là một tình huống đẩy vào, nhưng mà thấy rằng là XP thậm chí là còn bị mất người. Avida thi đấu ở khu vực sườn đồi tương đối tốt. Đây là vị trí Normer anh ta bắn. Normer anh ta gạt luôn, thanh viên tới từ XP. Nhà bên này họ gạt cũng rất là cẩn thận nhá, không bao giờ họ bắn theo kiểu họ cố gắng dí đâu nhá. Tại vì bên này họ biết là nếu mà có cố gắng tham mạng gạt ấy, đôi khi bị ăn một phát kéo tâm từ đối phương, họ nằm luôn. Đây là vị trí của Amin, anh ta đẩy vào Caramel. Anh ta có một phát tấn công vị trí Caramel, có ăn được Caramel hay không? Và vẫn đang chờ, và Normer anh ta bắn mất khá nhiều đạn. Nhưng mà sau đó anh ta bị ạ cục tới vị trí của Dew, và Dew vẫn làm một điều gì đấy tương đối khác biệt. Đó là một tình huống kéo đầu từ vị trí của Dew hay không? Và Dew đẩy qua đối đầu với Smith. Smith anh ta chỉ có tay đó là khẩu... Smith... Thậm chí anh ta còn đang không cầm... Anh ta còn không còn đạn để chơi. Vì vậy rõ ràng là anh ta sẽ thua trước cái SP rồi. Trong khi đó Bru họ đẩy sớm vào bên trong khu vực đó là tháp đồng hồ, họ mất hai người. Nhưng họ vẫn có thể hồi sinh người đồng đội của mình, lấy xe ngay lập tức rời đi. Được cái là mấy đội Thái Lan này ấy, khi mà họ cảm thấy không có nhiều lợi thế phát thì họ cái chuyện họ lấy xe rời đi rất nhanh. Hai đội này họ lấy xe rời đi là rất nhanh nhá. Trong khi đó thì JV cùng với cả CG họ vẫn cố gắng tranh nhau khu vực này. Mặc dù là CG họ bị thất thế hơn so với vị trí của JV, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là JV họ và CG họ phải có lý do là họ vẫn cố gắng tranh nhau khu vực này. Đấy, tranh nhau từ đầu trận giờ, CG và JV cũng kéo nhau rất là nhiều. Tình huống vẩy từ vị trí limit, bắn rất tốt tới vị trí limit. Trong khi đó thì Bru họ có mình cái mạng của vị trí CRM. Thi đấu rất tỉnh và táo. Họ biết được rằng ai ông này không biết đằng sau có người móc lốp luôn, nhưng mà vẫn không chạy được one more hạ gục vị trí limit. Đây là one more mà anh ta có mình phạ gục đối phương. Và bắn nhau căng đét là khét lẹt, nhưng mà có vẻ JV là những người thất thế hơn trong cái tình huống mà cố gắng đọ về khả năng hồi sinh. Như vậy là không biết JV bay màu chưa, bởi vì cam đổi. Như vậy là CG họ đã chiếm lĩnh hoàn toàn khu vực này. Và như JV họ đã phải bỏ đi rồi. Đây, họ có một cái máy phóng ở đây, và cái máy phóng này bay rất xa vì đây là máy phóng to. Thì đấy, từ cái máy phóng này bay ở bên trong vòng bo là rất là dễ. Và như vậy là CG họ tiết kiệm một khoảng thời gian chạy bo tương đối dài. Thì đây cũng là một trong những cái điều quan trọng và lý do tại sao họ có phải cố gắng chiếm cái vị trí đấy. Nếu như mà JV là người mà chiếm được cái vị trí từ cái máy phóng đấy, từ cái máy phóng đấy có thể bay thẳng lên cái chỗ doanh trại luôn. Đấy, bay rất đẹp luôn, bay giỏi quá nhỉ. One more mà anh ta bay từ máy phóng, anh ta bay thẳng được lên cái bảng này thì anh ta quá giỏi luôn đấy. Một người thì bay thẳng lên cái nóc của cái hangar, cái doanh trại. Một người thì anh ta bay thẳng lên cái này, quá giỏi luôn. Tôi nói thật là các game thủ Thái quá giỏi. Ở đây họ sẽ gặp đó là vị trí reverse red, bắn nhưng chưa cấu được quá nhiều sát thương tới vị trí one more. Và thậm chí reverse red còn trả lại sát thương cơ. Nhưng hôm nay thì CG quyết định là sẽ mở một cuộc tấn công vào vị trí của Red Reverse. Và Red Diamond là người phải nằm xuống dưới mạng cũng đến từ vị trí của Peter. Đây là Koskill. Koskill đang múa keo khá căng, và anh ta đã bắn về phía thanh viên đến từ Red. Koskill ném một quả lựu qua. Có mình mạng của vị trí đối phương hay không? Và múa khá kinh. Và Peter có vẻ hơi sai rồi. Vẫn kịp đặt keo để che đi sát thương. Trong khi đó là Red chỉ còn lại Exposi cùng với cả vị trí của Sming mà thôi. Đây là Exposi anh ta vẫn đang loay hoay ở trong khu vực này. Nếu mà nói về cận chiến thì mùa này Red họ cải thiện rồi, nhưng mà nếu mà so với cả vị trí của đấy thì vẫn chưa bằng. So với vị trí của CG chưa bằng, Sming chạy qua cổng di chuyển đã chết ngay.
vẫn là mạng gộp dành cho CG, mặc dù là có sự xuất hiện của Attack All Around ở đây. Attack All Around bắn từ phía bên kia qua, CG bắn vẫn quá ghê. Nó là khả năng giao tranh và khả năng họ kiểm soát các vấn đề của họ là quá tốt. Nhưng mà đây có Attack All Around này, và Attack All Around có bình hẳn đó là Groza X. CG họ đang tiến, cố gắng tiến ở bên trong bo. Nói chung trận này CG cũng mất khá nhiều thời gian bắn nhau với cả JV ở phía bên ngoài ấy. Nhưng mà cái chính là họ vẫn kiểm soát được cái cách chạy bo của mình. Cái quan trọng là cái công, cái tình huống tấn công của họ ở vị trí reverse threat là quá tốt. Nói chung là CG vẫn là một cái tên tuổi cực kỳ đáng gờm ở trong những cái giải đấu sắp tới. Nhìn cái cách mà họ chủ động giao tranh quá ghê luôn. Cái chính là các game thủ họ nó có sự chủ động rất là cao và nó họ chơi ở một cái tầm mà nói chung là cái cách mà họ hiểu về FIFA nó khác hẳn với những gì mà chúng ta biết. Đây là vị trí Nick 85, tình huống móc lốp và đằng sau lưng có skill, có bình mạ gộp đặt ngay ra mình một quả keo để chắn đi sát thương Peter ở vị trí có bot 85. Bắn rất ghê và anh ta vẫn đang cố gắng nhảy nhót. Ta phát hiện ra Nick 85 tiếp tục có bình mạ gộp reverse threat từng chân vị trí top 9 này. Bắn rất tốt tới vị trí Peter Sharp từng trận vị trí top 8. Như vậy CG đến phút thứ 13 có được mình 14 mạ gục. Trong khi Bru mới chỉ có 3, XP có được mình 5. XP tiếp cận từ phía khu vực làng Rim Nam đổ lên, đi qua cái rãnh, đi qua cái sông nhỏ. Đây Attack Around. Như vậy trận này thì XP đối đầu với cả Bru. Một tình huống mà XP họ bơm lựu lên trước. Nhưng mà khoảng cách lựu này thì vẫn là quá xa. Cái khu này thì nó có mấy cái tháp và địa hình nó cũng lởm chởm, địa hình nó cũng cao thấp khác nhau nên cái việc ném lựu nó sẽ không hiệu quả. Việc ném lựu nó sẽ hiệu quả nếu các bạn ném ở trong một cái khu vực đồng bằng, một cái khu vực mà nó có ít các cái đồ. JV, JV bây giờ mới chết này. Như vậy Protite bây giờ mới chết, tính ra họ còn sống dai ở vị trí reverse. Nhưng mà số mạ gộp hình như họ sẽ không phải bằng reverse red được thì phải. Bru và một tình huống mà phát hiện là có người nhú lên. Moshi bắn rất là kinh. Moshi anh ta dồn sát thương rất ghê. Bên này được cái là kiểu Zaz Lava của người đội mình ở ra đẩy lên ngay đằng sau lưng XP này. Và có bình M79, bắn M79 này. Rất tốt nha. Một tình huống mà anh ta thả ra 1-2-4 trước. Anh ta thả 1-2-4 trước này, sau đó thì anh ta mới bắn M79 này. Rất tốt, một tình huống combo rất là đẹp. Combo như này thì địch sẽ không thể sử dụng Tatsuya để có thể né được tình huống bắn M79 tiếp theo. Và nó cũng không thể bật chrono hay bật bất kỳ một cái kỹ năng gì cả. Một tình huống combo rất tốt để các bạn thấy là kể cả một team như là team Zaz Academy thì cái tình huống mà họ xử lý ở trong tình giao tranh nó thành nó ăn vào máu rồi. XP ngay lập tức họ tan vỡ khi mà họ bị đẩy khoảng M79 đến từ vị trí Zaz Academy và Bru là những người xuống và họ liếm được những mạ gục này đến XP. Rất tốt tới vị trí Bru và cảm ơn một tình huống đến từ Zaz giúp cho họ giải quyết được vấn đề. Nhưng mà Zaz họ cũng bay màu luôn, tại vì phía bên ngoài nó bị CG ốp vào. Trận này chắc là thuộc về vị trí của CG rồi. Bru rất là chớp cơ hội nhá, và có được bình nó những mạ gục. Trận này chắc là sẽ thuộc về CG khi mà Attack All Round cùng với Bru sẽ phải đụng độ với nhau. Đấy, trong khi đó thì đang liên tục có những tình huống ném thả liệu các kiểu từ phía của CG. Vừa rồi thì On Fire có một vài tình huống bắn bằng cho gòn mà nó không tới, tôi không biết sao. Attack All Round đẩy qua này. Attack All Round họ đang muốn hướng tới vị trí Bru trước. Chúng ta nhìn ở trên bảng, nhìn ở trên cái cam tổng thì tưởng là họ sẽ hướng CG và Attack All Round sẽ đánh nhau. Nhưng mà thực tế họ sẽ tấn công vị trí Bru trước, thì Bru đứng ở điểm thoáng. Trong khi hai đội này nó vẫn đứng cách nhau một cái hàng rào. Trận đấu đầu tiên này khá hay. Không có đội nào quá vượt trội cả. Và tình huống giao tranh cũng khá là tuyệt vời. Get 2 phải nắm xuống tới bạn cùng đến từ vị trí On Fire. Bru Moshi chết, Moshi không còn gì để đỡ cả. Và như vậy là CG cùng với AAA sẽ đối đầu với nhau. Đến cái đoạn này chắc là AAA vẫn đang nghĩ là họ cạnh tranh trước vô địch ấy. Tại vì đó là điểm họ đang cao nhất mà. Và thật ra thì họ không tồi, 9 mạ gục, trong đó là CG có bình 17 mạ. Một tình huống hỗn chiến ở bên trong khu vực này. Có vẻ như Attack Around xử lý tốt hơn, có skill cùng với One More phải nằm. Attack Around có bình 10 mạ, CG phải nằm xuống. Và AAA có bình đó là Buya. Trận đầu tiên Buya, như vậy là sau trận đầu tiên thì điểm của Attack All Round khá cao, không phải là ít đâu. Bungot vẫn là một cái điều gì đó. Nó rất là ghê gớm đến từ đội tuyển này. Bungot hay nha. Bên này sau trận đầu nó không hiện điểm à? Bên này nó không hiện điểm, nó vào luôn trận 2. Vào trận 2 thì Attack All Round lại gãy tương đối sớm này. Một tình huống mà có vẻ bị đẩy lên tới Avida. Nhưng vẫn trước top 1 và nay là top thêm số 2 à? Không, bị bắt lẻ 2 người thôi.
Nhưng mà Sáp mới là đội phải dừng chân ở vị trí top 12. Nói chung mấy đội nhỏ cứ tự giết nhau cả. Lúc này trên bảng xếp hạng thì Atletico có mình 133 điểm, tức là hơn với vị trí hơn Bru là 13 điểm. Trong khi đó Red vẫn đang đứng ở vị trí top 8. Tức là trận đầu tiên Red được có 2 điểm này. Trận đầu tiên Reverse Red đã có 2 điểm. Tôi vẫn đang tò mò xem cái chiến tích vĩ đại Reverse Red làm sao mà họ có thể đến được chung kết. À đến được khu vực Đông Nam Á. Red này bú được 2 kill, 3 kill ở trong tình huống giao tranh ở top star cùng với cả vị trí của đội đầu game ấy. Hai cái đội nhảy ngã 3. Red được cái là cái map này họ đánh cái nửa trên bản đồ tương đối tốt. Sau đó thì họ đi loot cái trạm vũ khí. À, tua tiếp nha. ASP trận này đối đầu với Jazz Academy mà có vẻ ASP hơi gãy trong tình huống này. Và tình huống mà stop có mình mạng của vị trí Zidius. À không, cũng không gây đâu. Ui, bông viên ném liệu cầu Âu thế. Mà quả liệu trông bay rất chậm nhưng mà nó không có tác dụng gì cả. Lava anh ta vẫn đang đặt ra ném ra những quả liệu phía dưới đất. Nhưng anh ta không có súng. Và Neil là người có mình mạng của vị trí Lava. Một khởi đầu khá tốt dành cho XP. One more hạ của vị trí của Barosh. Đây là CZ này. CZ căn đánh vào vị trí của MG. Nghe trông có vẻ như MG đánh vào vị trí của CZ nhiều hơn. CZ mà họ lại nhảy ở khu nửa trên bản đồ này thì họ hơi trôn. CZ thường họ ấy nhảy nửa dưới mà tại sao trận này họ mò tận phía trên. Trận này CZ tôi đánh giá là trôn Thái Lan. Trận này CZ họ đổi điểm nhảy này. Có lẽ họ muốn test một cái bài gì mới chắc. À, cũng không hẳn đổi điểm nhảy nhưng mà thường thì CZ họ không loanh quanh ở khu vực đấy quá nhiều. Trong cái đó thì Jazz có bình pha bắt bài với thành viên của Red. Nhưng mà đó là tình huống mà Red Exposi hạ của vị trí Sirius. Và Red họ hồi sinh lại có mình 6 mạng. Trận này Red họ khá liều khi họ quyết định đẩy bên trong một thành phố sớm. Lút được cái thính trong một thành phố ấy luôn. Trong đó là JV đối thủ trực tiếp của họ thì lại cũng có bắt đây luôn. JV bắn vào vị trí Jazz như vậy. Bo kéo về bên tay trái và đồ. Bo này thì bất lợi cho cả XP. Bo này thì gọi là biếu cho Bru. Bo này thì nói chung là quà tặng cuộc sống cho Bru rồi. Vì rõ ràng là trong mấy khu vực này thì không ai mạnh bằng Bru ở trong khu vực xưởng cơ khí, à xưởng công xưởng này cả. Bo này thì đúng là gọi là quà tặng cuộc sống thật sự. Tua tiếp nha anh em. Chúng ta tua tiếp qua CC, họ đẩy từ đảo bên này sang đi qua trung tâm. Sau bên đó thì TS. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có một tình huống giao tranh giữa XP và JV. JV và XP sẽ có những cái pha đụng độ với nhau. Và để xem là họ xử lý trong tình huống này như thế nào. Một tình huống mà Shut Up bị bắn gục. Có vẻ những người bắn gục Shut Up là một người ở phía bên trong khu vực thành phố chứ không phải là vị trí ở XP ở phía bên ngoài. XP họ đã thiết lập mới cổng dịch chuyển từ phía bên trong khu vực trung tâm thành phố và họ đẩy ra phía bên bờ sông. Nhưng họ vẫn mất đi vị trí của Deal. Deal hình như là anh ta bị móc lốp đến từ thành viên đã Attack Around nên tôi nghĩ không nhầm, đó là Jump. Đó là một tình huống mà XP đẩy ra bị móc lốp. Jump thì anh ta vẫn có cái cổng dịch chuyển, anh ta có thể quay về nhưng anh ta không quay về. Anh ta chơi rất liều, chết luôn. Và lúc này XP sử dụng máy phóng cá nhân để có thể bay ở bên trong bo. Nhưng mà họ sẽ bay thẳng vào trong tầm tấn công tới tượng thành viên của Bru. Và Phú Na đẩy qua, Phú Na chắc chắn giết được vị trí của Stop. Trong cái đó thì thôi xong rồi. Tôi đã bảo rồi, cái bo mà vào đây thì nó là quà tặng cuộc sống anh cho Bru rồi. Và Bru có mình mạng cũng rất dễ. Tình huống mà XP vào, nhưng mà JV bay màu sớm này. JV bị hạ gục tới từ vị trí attack around. Trong cái đó Reverse Red họ vẫn đang còn sống. Reverse Red mặc dù là họ đang ở một tình huống ở sang sông nhưng họ vẫn đang còn sống. Và cái quan trọng của Reverse Red họ sẽ đối đầu với CZ ở đây. À, và hai tình huống ke lựu lẫn nhau. CZ vẫn đang muốn chiếm cái mỏ đồi này. Và đây có vị trí của Sermin. Sermin thì đã vào tư thế rồi. Sermin thì đã có một điểm đứng là tương đối tốt. Và điều quan trọng là xem là CZ họ có bị rơi vào cái bẫy này từ vị trí của Sermin hay không. À, họ biết có vị trí của Sermin đấy luôn. Đó là Bunmore. Bunmore nói chung là vị trí bắn tỉa cần phải phát hiện đối phương. Và quyết định là sẽ sử dụng, đó là cầu di chuyển để đánh vào thành viên đến từ Red. Nameless phải nằm xuống này. Red Diamond cũng bị bắn gục đến vị trí của Essien. Như vậy là Red trận này vẫn hơi vỡ.
nhưng mà Diamond vẫn được cứu tới Exposi. Không hiểu sao CC họ lại không có mình một pha đẩy nhanh để ăn vào những thành viên tới từ Red, mà họ vẫn để cho Red sống khá lâu. Exposi và Diamond phải nằm xuống. Những đoạn này là có vẻ như Reverse Red hơi tuyệt vọng rồi đấy. Reverse Red có lại một người đứng ngoài tank bo luôn ạ. Đứng ngoài tank bo luôn, nhưng mà hình như họ phải nằm xuống, họ cũng chết luôn rồi sao. Tôi thấy, à không, một thành viên Reverse Red anh ta sử dụng cầu chuyển để bay vào trong bo. Và anh ta bay vào cạnh thành viên tới Zass Academy thì phải. Trong đó thì CG vẫn bám cái khu vực viền bo này vào đối đầu vị trí top star đẩy lên. Rất căng thẳng. Rất căng thẳng ở trong khu vực này. Cost skill anh ta vẫn làm được, nhưng mà CG có vẻ hơi vỡ rồi. Đấy, ô thế đoạn này sao lại treo này. Ơ, đến đoạn này là stream họ bị đơ anh em ạ. Stream họ bị cu đơ. Sớm Minh anh ta nhảy vào bên trong bo và anh ta ăn vào vị trí ở Saslava. Như vậy là Red bằng cách nào đó vẫn bú được quả top 3. Ảo nhờ. Red chơi đúng kiểu sinh tồn đâu không. Red top 2 cơ. Và ai Red top 2 cơ. Sớm Minh anh ta vẫn bú được một quả vào trong vị trí top 2. Nhưng mà anh ta vẫn chết chơi vị trí Wasana thôi. Nhưng mà Red vẫn kéo được quả top 2 hay đấy. Sở Minh ta cùng cầu chuyển ta bay vào trong bên trong, anh ta thoát khỏi tầm tấn công đến từ vị trí của CG. Và như vậy là trận này Red Sở Minh ta kéo cho Red một lượng điểm khá nhiều, cũng kiểu chơi sinh tồn luôn. Thánh sinh tồn luôn. Tất nhiên là trận này thì Bru ở top 1 rồi, chạy đâu được, qua tặng cuộc sống. Bò vào công xưởng thì xin lỗi chứ tuổi gì. Bên này họ không công bố bảng điểm à? Bên này như là ngày thứ hai nó giấu hết bảng điểm luôn sao? Bè không có một bảng điểm một tí gì luôn. Ngày đầu tiên thì còn cho xem bảng điểm, ngày thứ hai đấy cho xem bảng điểm luôn. Ảo thật đấy. Giống Việt Nam mình cho xem hai trận đầu tiên. Thế xong rồi 4 trận sau không cho xem nữa. Nhưng mà tôi vẫn chờ là Red có một trận đấu nó bùng nổ để xem là tại làm sao họ đi tiếp được. Cái ba trận vừa rồi Sở Minh phải nói là quá xuất sắc. À đấy, vẫn cho xem bảng điểm này, tức là vào trong trận nó mới cho xem bảng điểm. 142-137, lúc này Bru đã vươn lên rồi. Attack All Round họ không thể đua điểm Bru được. Bru họ cứ như này thì sao đỡ. Cuộc đua nó sẽ là của 4 đội, của 3 đội này. Core 81 này, Red 80 và JV 86. Tức là JV thực ra không vượt trội hơn so với vị trí Red là mấy. Như vậy là cuộc đua chỉ còn 3 đội thôi. Còn 4 ông mà đứng đầu thì chủ yếu là xem là ông nào vô địch lấy tiền thưởng. Giải thưởng bên Thái này cũng khá to. Giải thưởng bên Thái này khoảng 700 triệu. Giải 700 triệu. Khá to nếu mà ở cấp độ chạy bán chuyên. Tại vì thật ra mấy đội ở trên thì họ còn ăn cái giải 7 tỷ đó. Còn ăn giải 7 tỷ xong còn đi ăn đánh World Cup triệu đô nữa. Nói chung là mấy đội eSports này khá giàu. Thu nhập của mấy đội khá giàu. Chưa kể con cha tài trợ kiểu đó. Reverse Red hôm nay phải đi ăn hoang rồi. Reverse Red có lẽ là đến đoạn này thì họ đang muốn là thay đổi một cái gì đấy, có địa sẽ đi ăn hoang. Họ đi bắt lẻ và thành viên tới Jazz. Nói chung là cái cách tiếp cận này khá là ok. Cách tiếp cận của Jazz, à của Red Reverse khá là ok. Core Memory cũng tương tự như vậy. Core Memory họ cảm giác là lượng điểm họ đang cạnh tranh ở vị trí top 5 để lấy cái vé cuối cùng. Thì họ quyết định là sẽ có một tình huống đi ăn hoang. Trong khi đó thì mấy ông lớn và chán chát nhau. JV hơi đen này. JV họ lựa chọn sai lầm này. Thế sao JV họ cứ bám trụ khu vực chạy chỉ huy. JV họ lại đánh vào những cái team mà thuộc dạng tay to, như là CG, như là vị trí của Bru. Cái này nó sẽ khiến cho JV họ sẽ gặp gọi là bất lợi một chút về mặt gọi là chiến lược. Tại vì thật ra đánh với những đội to này nó sẽ cơ hội, câu chuyện nó sẽ 50-50. Tức là có thể bạn ăn, nếu mà bạn ăn thì bạn ăn cũng được. Còn nếu mà bạn không ăn được thì có khi team bạn bay màu sạch luôn. Cho ví dụ đi chăn vào mấy cái team yếu hơn nó rất là dễ. Đấy, nhưng mà trận này thì đang thấy là JV của bạn rất tốt này. Liên tục có mình mà gục cả vào vị trí của Bru lẫn CG. Rất tự tin. Đấy là lý do tại sao mà Bru họ phải bỏ vừa chạy chỉ huy dành cho JV ấy. JV họ bắn chạy chỉ huy không hề tồi một chút nào. Rất bá, mà thậm chí là họ tranh cái khu này của Bru cơ. Mà Attack Around dừng chân vị trí top 12. Thế lấy đâu vô địch đó. Lấy đâu là vô địch đó bạn Attack Around. Và Brumoshi bị gục. Ôi trận này JV cháy đây. Ôi trận này JV cháy thật sự.
Nó có được mình 8 kill mà mới ở phút thứ 6 mà thôi. ASP đi chăn ở vị trí của Zaz. Rất đơn giản. Ủa, trận này JV điên đấy. Trận này JV bắn khá điên. Và tiếp tục là một tình huống mà họ bị tấn công tới từ Avida. Đây là Long Cong. Long Cong ta đẩy và anh ta cố gắng là phá đi cái keo này nhưng mà không đủ sát thương. Và trong khi đó thì Avida chờ phía trên. Avida ở giải này họ lại có một cái sự thể hiện khá tệ khi mà bắn chung kết. Vòng bảng họ bắn khá tốt mà chung kết họ bắn hơi a đuổi. Đây là Long Cong. Di chuyển lên đến vị trí normal. Đó là vị trí summit, đây là limit mà chưa hạ của thành viên Avida. Avida có vẻ như họ khá là quen thuộc ở khu vực này hay chăng? Amin đã phải nằm xuống rồi. Chúng ta đã thấy JV bắn rất tốt nhá. Trận đấy JV bắn tốt như thế này mà họ lại không đi tiếp nhờ. 9 mạng, 10 mạng luôn. 10 mạng luôn ăn được Amin và Long Cong. Và họ tiếp tục nhảy trên nhà. Đây là vị trí của Shut Up. Shut Up bắt ở vị trí của Smith luôn. Ôi, quá ngon. Ồ, điều gì đã khiến nó JV phải mất vé đây? Tại sao họ bắn như thế này? Nếu mà họ bắn như thế này ở thời điểm này họ đã vượt bên Red rất là xa rồi. Tôi nghĩ là có thể là trong những game không, Red họ cũng không tệ đâu. Trận này Red họ đi ăn lẻ ở bên ngoài cũng kiếm được 8 kill, 8 mạng này. Red không tồi đâu nhá. Red họ cũng 9 kill này, tức là cái trận mà JV tức là đúng đôi bạn cùng tiến luôn. Cuộc đua song mã, kiểu đôi bạn cùng tiến. Ông JV ông giết được nhiều thì ông Red họ cũng giết được nhiều không kém. Nhưng mà cảm giác là Red họ chơi nhẹ nhàng hơn vì Red họ tập trung vào những team yếu hơn. Thật ra là các bạn bắn vào team mạnh hay các bạn bắn vào team yếu thì nó cũng chả khác gì nhau, cũng đều tính là một mạng cả thôi. Mà thậm chí bắn vào team yếu các bạn đỡ tốn tài nguyên hơn nữa. Rất là hay luôn, trận này rất hay. Core được vẻ hơi tụt lại, chỉ có được mình 4 mạng. Blue thì còn đang bị đi săn. Blue bị đi săn thì tôi nói các bạn nó đùa chứ. Đi đầu đi gặp đúng không CG? CG này cũng đi cái hướng nó cũng chạy. Ồ! JV họ công thẳng vị trí của Core. Nhưng mà tôi cảm thấy sát áp hơi liều. Limit hạ của vị trí của Slot. Ghê nhờ, trận này JV bắn rất bay. Là bắn ở vị trí Osaka 77. Đây là Shut Up. Nhưng mà có vẻ như là JV không có mình một cái lợi thế quá lớn. Chưa cứu Protite. Cứu Protite đi. Ở phía trên này vẫn còn Slot anh quay trở lại trong cuộc chơi. Đây là quần què. Quần què bị bắn từ vị trí Limit. Limit anh ta vẫn đang tỉa đối phương. Tỉa rất ghê, rất tín tài. 14 mạng không cho JV rồi. Thậm chí lúc này Shut Up đang bay xuống. Có một cái plot twist gì ở đây không ta? Có một cái plot twist gì ở trận 3 này không ta? À, trận đấu rất là hay nhá. Sáp là đội mà họ đang bắn. Nhưng mà Sáp bắn ở vị trí này nó không thể hạ gục đối chiếu JV được. Thái Lan stronger, Thái Lan mạnh hơn à? Đây là Caramel này. Và lúc này thì Memorial bị tiếp cận tới DXP. Trường hợp này chúng ta cũng không cần phải xem quá nhiều. Thật ra tôi vẫn đoán là SP sẽ thắng thôi. Khi mà họ đã có sự chủ động tiếp cận rồi. Họ đã phát hiện ra toàn bộ vị trí thành viên của MG rồi thì cái việc mà họ tiếp cận vào có mình mạo gục là rất dễ. Trong khi đó thì SP để đến đây thì ở đây còn có Zaz họ đến đây để họ kiếm cơm nữa. Còn tình huống mà ke rất ghê từ vị trí của Dew và ném vào đối phương lại đã di chuyển ra rồi. SP họ bị tiếp cận tới từ đó là Zaz Academy. Nhưng mà lúc này họ vẫn lại đủ 4 người này. Một tình huống đẩy qua họ biết rằng là đối phương sẽ bám vào cái máy bán hàng này. Và một tình huống vẩy no scope nha, không kịp được vị trí Dew. Uầy! Vãi cả Caramel bắn này. Và một tình huống mà Don Bu anh ta đang định dứt điểm vào vị trí của Dew thì ngay lập tức có mình một pha bắn M79 rất tốt tới được vị trí của lạc đà. Caramel. À, Caramel là caramel chứ không phải là lạc đà. Caramel cái món bánh flan ấy, bánh caramel ấy. Còn Caramel mới là con lạc đà chứ. Và KK Caramel anh ta đã phải nằm xuống. Trận này Reverse Red kiếm được nhiều mạng cơ. Hơi đen ở JV là trong cái trận mà Red họ sinh tồn được thì JV lại bay màu sớm. Còn trong cái trận mà JV bắn hay thì Red cũng bắn hay. Red cũng bắn hay. Thế cơ mà. Đây là lúc mà Red họ đang bị thử thách khi mà họ đang bị tấn công tới từ Zaz Academy. Nhưng mà có vẻ như là Red họ vẫn kiểm soát được tình hình. Red kiểm soát tình hình rất tốt nhé. Đặc biệt là vị trí của Diamond cũng như là Nameless. Hai ông này bắn hay hơn hẳn so với đợt ESL luôn. Hy vọng là cuối tuần này bắn ESL đừng bắn hay như thế. Để cho Việt Nam xin tí tiền thưởng. Diamond đẩy qua. Có mình pha tấn công vị trí của Luke.
Top Star không ăn được rồi. Không ăn được rồi khi mà Exposi nó bắn quá hay. Exposi, Nameless Diamond, bộ ba hủy diệt và cả Sermin nữa. Sermin vị trí bắn tỉa quá tốt. Đây là Zaz Sirius. Bây giờ thì họ lại đang muốn tấn công vào những thành viên tới từ đó Reverse Red. Trong đó là Bru đang bị kẹp. Đây là Sap. JV còn không? JV còn không? À, JV còn lại một người đấy. JV họ vướng vào những cái pha giao tranh với những đội mạnh hơn. Bru dừng chân ở vị trí top 5. Ô, thế trận này Reverse Red lại bớ à? Trận này Reverse Red lại vớ bẫm à? Ô, thế nào Reverse Red này bắn kinh nhỉ? Tính ra Reverse Red này họ sinh tồn, cái khả năng sinh tồn họ tốt hơn so với JV khá là nhiều nhá. Khả năng sinh tồn họ chơi hay, họ, đội này chơi sinh tồn hay hơn JV. Lúc này thì chỉ còn lại đó là Zaz, một thành viên của JV là Startup. Ô, hơi tiếc ở JV là trong cái trận mà họ bắn tốt thì Red lại còn bắn tốt hơn. Và trận này cứ nghĩ là đầu game JV họ giao tranh với mấy đội lớn ở trong chạy huy thắng to như thế thì họ sẽ lời. Nhưng tính ra là vẫn lỗ, tính ra là vẫn yếu hơn so Red khi mà Red họ chọn đối thủ yếu hơn. Và lượng đồ họ đến cuối bo nó dồi dào hơn, trong khi hướng chạy của JV thì nó lại vướng vào quá nhiều team lớn. Hay, trận này hay. Trận này rất là hay luôn. Thật sự JV dừng trận vị trí top 4, Red 18 kill rồi. Bây giờ đỡ nào được? Sáp làm sao đánh nổi Red? Sáp lấy gì đánh Red? Một tình huống đẩy qua tới vị trí của A-Long. Tôi vẫn nghĩ trong tình huống giao tranh thì Red họ sẽ tỉnh táo hơn. Rồi, nhưng mà vẫn hạ của vị trí Nameless này. Sáp họ đang chuẩn bị tạo nên một cái lịch sử. Họ chuẩn bị tạo nên một cái lịch sử khi mà họ sẽ có được mình cái Buya. Phía đằng sau này có ông Zaz, Newkami có được mình mạ gục nữa. Nhưng trận này là một trận mà gần như là JV và Reverse Red họ có một cái tình huống đua tranh về mạ gục với nhau. Ngang cỡ nhau. Ô, vẫn còn lại Diamond này. Diamond chưa chết ạ. À, Diamond người ta vẫn chưa chết. Diamond đã sống lại kiểu gì nhỉ? Tình huống trước đấy tôi tưởng họ chết hết rồi. Hóa ra Diamond thì chưa chết ạ. Diamond lúc này à, anh ta còn là người duy nhất còn lại. Anh ta bị bắn. À, anh ta kịp dùng kim tiêm. Trong bên thủ của Newkami anh ta rút ở bên trong. Và Dead Diamond anh ta vẫn kịp dùng kim tiêm. Anh ta đứng lên được. Ồ, chơi thế chịu rồi. Newkami hạ của vị trí của Zaz. Nhưng mà Diamond thì vẫn còn sống. Diamond của Red vẫn còn sống. Mà Diamond ta hạ được vị trí của Bolt 85. Cân 3 không? Cân 3 không? Có cân 3 được không? Diamond anh ta vẫn đang luồn lách rất là ghê. Và có vẻ là không cân 3 được rồi. Và loạn hết cả lên. Và Red thường trận vị trí top 2. Nhưng mà anh ta vẫn bú thêm một mạng về từ vị trí của Sáp. Sáp có được mình Buya. À, Sáp có được mình cái Buya. Red sinh tồn quá ghê luôn. Chơi vậy thôi chứ. Như vậy chúng ta xong được 3 game thi đấu đầu tiên. Đến game thi đấu thứ 4. À đâu, đây là nó tổng kết lại thôi. Sau 3 trận đầu tiên thì lúc này cái này nó có cái phim trường ảo đẹp nhỉ. Đây, chúng ta có sau 3 trận đầu tiên của ngày chung kết thứ 2 thì chúng ta có Buriram 152, CG 140, Attack Around 139. Attack Around bị dính vào top 12 nặng quá. Còn CG thì không có bình Buya nào, mặc dù chỉ số rất tốt. ASB 128 tụt lại khá xa. JV 112, Reverse Red 107. Rất là căng thẳng luôn. Rất căng thẳng luôn. Và 3 trận sau chắc là nó phải có một cái plot twist gì đấy. 3 trận sau chắc là nó phải có một plot twist gì đấy. Nó mới thay đổi cái kết cục được. Chúng ta cùng nhau đến với trận 4 nào. Trận 4 ở trên đảo Mặt Nồi. Thì ở trên đảo này thì phải nói là điểm nhảy dù của Reverse Red thì nó sẽ an toàn hơn so với vị trí JV. JV thì map này họ bắn nó sẽ không được ổn cho lắm. JV không chơi giỏi ở map này cho lắm. Trong khi map này thì Reverse Red họ có một cái điểm nhảy dù ở khu vực nhà ga. Và họ sẽ tiếp cận trận đấu nó một cách nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà có vẻ như là mọi thứ ở trong đầu game thì nó không được như thế. Khi mà Reverse Red lúc này chỉ có lại đó là 2 người thôi. Và thậm chí là có Bru loanh quanh gần đây. Trong khi đó JV thì họ sẽ đi từ cái khu vực cửa sông ở phía dưới. Nhưng mà cái đường đi của JV ấy, nó sẽ dễ đụng đối với CC. Một trong đội đi rất là năng động ở trên map. Đúng là họ đụng CC luôn. Đụng CC luôn. Có chơi CC không? Một lúc này CC đã là team có 6 mạng rồi. Và đây có thể là một cái sai lầm nhé. Đây có thể là một cái sai lầm. Khi mà JV họ cứ cố đấu với các team to.
Chắc vì chúng ta thấy là Red ở trong giai đoạn đầu game họ không đối đầu các team lớn đâu, họ chỉ cố gắng là tối ưu hóa mạng hạ gục của các team nhỏ thôi. Tại vì thực ra đối đầu các team lớn nó khá là mạo hiểm ấy. JV cái cách của họ di chuyển lúc nào họ đối đầu các team lớn luôn. JV lúc nào họ đâm với Attack All Round, đâm với cả CZ, họ đâm với Bru. Trong khi Reverse Red thì họ không làm như thế. Bru trận này họ vướng vào ô sao lag này. Lag này. Bru trận này họ vướng vào một pha giao tranh với TS, nhưng mà tôi nghĩ là căn bản là Bru họ chơi nó cũng không phải là quá tập trung. Tôi cảm giác là Bru họ chơi nó kiểu chiêu chiêu á. Đấy, nhưng mà chơi chiêu chiêu của Bru nó vẫn đủ sức để hạ gục đối phương. Phái trưởng quét thằng TS xong một đốt nhạc. JV lại đối đầu với cả CZ, đó là One More. Có mình pha bắn tốt lấy được máu One More. Nói chung là lối chơi này của JV thì hay, nhưng mà bắn như này thì nó thiên về cái ít tính toán. Tôi vẫn đánh giá là về kỹ năng này có thể ở JV cao hơn Red, nhưng mà về cái việc mà họ chơi này thì nó mạo hiểm quá. Cái đường đi bò ở JV họ luôn đụng độ với team to. Đấy, trong khi đó Reverse Red đụng độ với ESP này. Tình huống này là Reverse Red họ đang có được mình sự chủ động hơn. Họ đang bắt bài di chuyển ESP, ESP đã vào bò rồi. Và đó là một tình huống mà Reverse Red bắt lẻ. Reverse Red thì họ dã lần vào mấy ông Zaz Academy. Đây là một tình huống họ đang vây bắt vào những thành viên tới đây XP. Một tình huống bắn lên từ Saifa. Nhưng mà có vẻ trận này XP họ đang hơi thiệt đồ phải. Red cũng đã có mình 5 kill rồi. Lúc nào họ tối ưu được cái việc mà săn chăn mấy cái đội yếu từ sớm. Nameless ở vị trí Saifa. Nameless đẩy vài ta vẫn sẽ cứu lúc đó Diamond mà thôi. Trong vào đây là vị trí của Sơ Minh chạy vào trong phòng vệ sinh để nấp. Ở phía trên này thì Zaz đẩy vào. Zaz có mình mạo của nào vị trí của Red hay không? Không, Red họ vẫn xử lý được thanh viên đến XP trước. Sau đó thì Zaz họ di chuyển vào, nhưng có vẻ Zaz họ không đánh giá đúng tình hình ở trong khu vực này thì phải. Zaz Sirius hạ gục vị trí của Nameless. Những thanh viên của Red họ vẫn đang kiểm soát được. Đó là lượng keo và đang có tình huống bỏ chạy, rút ra tương đối hợp lý. Một tình huống chạy được tới vị trí của Red. Và Zaz Xiang anh ta đẩy theo. Anh ta có được mình mạ của vị trí của Exposi. Zaz ở chơi khá kinh. Trong khi đó ở đâu đó đấy Attack Around lại gãy. Thôi Attack Around bắn như này thì lấy đâu ra cửa cho có được mình đó là Bu Văn Gia. À có được mình đó là cái Top 1 đây. Bru bằng cách nào đó dã 9 lần rồi. Và dã 9 nháy là Attack Around càng bắn nó càng đuối. Trong khi đó thì JV họ vẫn vướng phải. Đó là CC. SP dừng dần vị trí top 8 này. Red trận này cũng hấp hối, nhưng mà JV thì cũng không khá hơn. À cũng không hấp hối đâu. Red họ có được mình đó 8 mạng này này. Khả năng sinh tồn và tận tối ưu hóa mạng của Red là rất tốt. Sở Minh ạ gần vị trí của Foki. Và lúc này Sở Minh tiếp tục có được mình mạng gần vị trí của Kero. Bru thì vẫn 11 mạng. Vẫn làm bố các loại bố trong vườn này. Két 2 người ta chạy qua chạy lại. Ui chơi cả chảo. Chơi chảo của chúng tôi, Bru chơi láo thật thế luôn. Chắc hết đạn, Bru cầm cả chảo vã đối phương. Nó chắc hết đạn, nên là bừa. Chỉ còn lại đó là mình Moshi thôi. Moshi dùng cổng để chuyển té luôn. Té anh ta nhảy ra ngay bên cạnh vị trí của JV. Trong khi đấy JV họ đang chưa giải quyết được bài toán Memory ở Gamer và CZZ nhá. Mấy cái đội logo màu vàng này, JV trận này không tồi đâu, có mình 10 kill đây. Và đó là mà của vị trí của MG 14 kill. JV vẫn tay rất to, nhưng mà cái chính là Red họ lại vẫn không bị mất điểm. Cái chính là Red họ vẫn sống, còn sống không? Hết rồi. Red chết trước đấy rồi. Và trận này JV có cho mình đó là cái top 2, có mình top 2. Khi mà Zaz là team mà có mình Buya. Khá thú vị khi mà đến ngày cuối cùng mọi thứ nó đang khá là plot twist. Bên Thái thì nó không giấu cái bảng điểm thì phải, hay là nó cũng có giấu bảng điểm game 3? Có giấu bảng điểm á? Đây là những thành viên, đây là những đội JV lại nhảy cùng với CZ. Mạo hiểm quá nhỉ. Toang rồi.
trận 5 JV ông cứ nhảy vào chỗ với thằng CG như này, sớm muộn, thật sự là sớm muộn họ cũng phải trả giá, là trả giá thật luôn chứ không phải là sớm muộn gì cả. Là trời, JV bay khá sớm luôn, JV còn lại đúng một người đó sát đáp sai lầm ở trận 5 này. Trong khi đó Jazz Academy đối đầu với cả vị trí của team nào đó Red thì họ cứ đi bắt sát thôi. Sai lầm. Quá sai lầm luôn. Amida dừng trận vị trí top 12. Jazz liên tiếp có mình mạ gộp đây. Red trận này quá thoải mái. Cũng như Việt Nam thôi. Ở bên Việt Nam mình thì cứ đến trận 4, trận 5, à trận 5, trận 6 là các team yếu bắt đầu có sự buông. Trương Kỳ Bu. Chuông Kỳ Bu rồi. Đây vì Chuông Kỳ Bu rồi. ASP phát hiện ra vị trí của MG. Đoạn này thật ra không có gì đặc biệt lắm. Tại vì thật ra lúc này ASP họ cũng đã đủ điểm. À quên nhầm. ASP họ không thể cạnh tranh trước vô địch mà họ chắc chắn có suất rồi. Họ bắn nó cũng thoải mái. Reverse Red họ đang ở đâu? Reverse Red thậm chí méo nhìn thấy Reverse Red trên bản đồ luôn. Brew cũng chưa có gì đặc biệt cho lắm. À, Reverse Red họ nằm cạnh vị trí Core Memory. Nên tôi cảm giác là Reverse Red họ chơi khôn ngoan hơn. Một cái sai lầm đến từ... À, Reverse Red ở trung tâm bản đồ luôn này. Chỗ DK Square này. Trong cái đó thì JV lúc này họ còn đang... rất là khổ. Đây là Brew giao tranh với XP. Để xem nào. Một tình huống 3-3. Chắc là hai xạ thủ đấy đứng ở phía tâm xa để cover. Đẩy vào tới vị trí Phú Nà đi vạ của vị trí Moshi. Phú Nà của vị trí Stop. Một bên thì mất xạ thủ, một bên thì mất cận chiến. Wasana đang di chuyển vào. Wasana ở trong vòng chung kết này, ta là người có mình nhiều mạng cùng nhất nhé. Và ngay lập tức sử dụng đó là cái máy bắn hàng cá nhân để có thể hồi sinh lại người đồng đội của mình. Đang một tình huống đẩy qua tới từ Karamen, ta đẩy vào, ta bị tấn công tới vị trí của Wasana. Đây là sai pha bắn, Karamen bắn bay đầu từ vị trí của Phú Na vẫn là một cái điều gì đấy nó khác biệt. Phú Na và Wasana, bộ đôi hai Na, bộ đôi song Na đến từ vị trí của Bru, bắn quá hay. Trong khi đó DXP còn lại một người, Red bú cho mình 5 mạng, phát hiện ra đó là vị trí của Stop. Chắc họ đẩy qua ăn Stop luôn. À, có xe, ui, Sở Minh bắn thế này thì chịu rồi. Sở Minh bắn hay quá, thế đối phương đứng ở trên cái xe và ta bắn phát trên luôn. Hay quá, một tình huống tuyệt vời rồi đấy, vị trí của Sở Minh ấy. Trận này đúng là JP họ tự bóp rồi. Quá mạo hiểm. Who is be the second team? Ai sẽ là đội thứ hai? Quá mạo hiểm. CG ở bắn rất thoải mái. Tôi vẫn đang muốn xem là Red họ xử lý nào tình huống cuối cùng. Hatchet All Round tự nhiên đang đua vô địch hiện chấp. Phong độ họ lại suy giảm. Vợ chơi nó không thực sự hiệu quả với ngày thi đấu đầu tiên. Nhưng mà cũng có thể là Hatchet All Round bị bắt bài đến từ thành viên các đội khác. Nếu mà mức độ gọi là ổn định thì họ sẽ không thể bằng đó là Brew được. Trong khi đó Red thi đấu quá khôn ngoan. Đây, Red thì họ quyết định là sẽ đi tìm Avida và đi tìm những cái team mà nó yếu hơn. Họ né hoàn toàn cái hướng di chuyển và phải gặp CG gần như là Reverse Red không bao giờ phải gặp CG cả. Và cũng rất ít gặp Brew. Và tối ưu hóa mạo cũng rất là tốt. Nói chung là Red họ có một cái tính toán, cái toan tính tuyệt vời ở trong giải đấu này. Trong một trận đấu mà JV phải nằm xuống sớm thì Red cũng có một trận sinh tồn rất tốt. Đây đến cuối bo thì họ mới đối đầu với CG. Nhưng mà rõ ràng là cái điểm đứng này của Red thì sẽ có lợi hơn. Điểm đứng này của Red nó có lợi hơn, nó cao. Red họ đơn thuần chỉ cần nằm xuống thôi là CG sẽ không có bất kỳ góc nào bắn. Một tình huống mà cá nằm trên thớt, tình huống này khá hay. Một lũ nằm luôn. Và tình huống cá nằm trên thớt. Và tình huống cá nằm trên thớt khá hay. Tới vị trí Reverse Red rất khôn ngoan. Chụp ảnh tí viết cái bài minh họa trên
trên Facebook phát. Quá hay dành cho vị trí reverse red. Tức là nói chung là reverse red tôi đánh giá là họ biết cách gọi là ra vào sao cho nó hợp lý. Đấy, tức là họ biết tiết chế, họ biết điều chỉnh, biết tiết chế. Khôn ngoan hơn so với JV. JV họ tự tin vào cái khả năng chơi mình quá. JV họ tự tin vào khả năng tay to. Trong khi red thì họ tập trung vào vấn đề sinh tồn. Red là team chơi chắc là đậm chất sinh tồn nhất trong đội Thái Lan á. Quá hay. Tình huống này các bạn nhìn thấy 4 người ở trên tháp này. Quá hay luôn. Nghệ nhỉ. Nghệ cả củ. Nghệ cả củ luôn ạ. Tình huống quá hay rồi đấy, vị trí của reverse red. Sinh tồn như này. Đấy, và họ ngay lập tức họ đẩy xuống phía dưới để có được mình một tình huống tấn công. Tôi đánh giá về mặt chiến thuật ở reverse red là hay, trận chung kết ở reverse red hay hơn so với cả JV. JV họ liều quá. Và khi mà họ nằm sớm trong game thứ 5 này thì đúng là mọi thứ vứt đi. Đúng là mọi thứ thực sự vứt đi. Diamond bắn này. Nhảy nhót rất ghê. Lại một tình huống giao tranh tuyệt vời dành cho thành viên đến từ reverse red. Và nhưng mà họ bay màu khá nhanh. Bay màu hết rồi. Họ dừng chân vị trí top 3. Và có vẻ như là CG là những người có mình Buya. CG có mình Buya 17 điểm. Nhưng lượng điểm này của CG cũng không thể giúp cho họ cạnh tranh ở vị trí top 1 với Bru. Tại vì trước đấy Bru đã có một lượng mạng gục là tương đối lớn rồi. Chúng ta được cùng nhau đến với game cuối cùng. Ok, game cuối cùng lại đảo thế kỷ. Đảo thế kỷ nó lại không tốt dành cho JV. Tại vì JV cái điểm nhảy của họ đảo thế kỷ nó lại không được sự thông minh. Ảo thật đấy. JV đánh Mavida. Trận cuối này JV có vẻ như họ quyết định là sẽ tìm kiếm cho mình đó là mạng hạ gục từ các team yếu. Trong khi đó reverse red lại bị mất người sớm này. Tôi nhìn thấy reverse red mất người sớm. JV chơi khá liều. Họ rất ỉ ở tay to nhá. JV cũng rất ỉ vào chuyện ở tay to. Và cũng bật huy hiệu thợ săn. Chơi luôn hiệu thợ săn. Và họ có vẻ thành công trong chuyện hạ của Vavida. Trong khi đó reverse red lại bị săn tới vị trí của Memorial Gamer. Sở Minh là người phải nằm. Căng. JV lại đang có team có lợi hơn ở trong trận 6. Blood tweet. Red họ còn lại hai người đó là Exposi và Nameless. Và họ nhảy về phía của vùng Masai. Trong khi đó JV lại đang có cái bình đó lợi thế bên trong vực trung tâm. À không, hình như là Red họ còn Diamond ở bên ngoài viền bo nữa. Rất căng. Tua tiếp tục phải xem có biến gì xảy ra với hai đội này. JV tiến vào trong, họ tiến gần tới vị trí attack all around. Họ bị phát hiện ra tới attack all around rồi. Ồ, một tình huống lỗi cam. JV tiếp tục mở một cuộc tấn công. Tôi cảm giác như JV họ không biết chờ đợi sao ấy. JV họ hoàn toàn có thể chờ đợi đến bo cuối họ giao tranh cũng được mà. Tại sao họ cứ vội vàng nhỉ? Và họ giao tranh cùng với cả attack around đã mất đi đó là Protite trước đấy. Ui, dăm làm phát hai cháu. Dăm làm phát cả setup cả vị trí August. Thế thì chịu rồi. Xin vĩnh biệt cụ tới vị trí của JV. Đến thời điểm này họ mất người. Trong khi đó lúc này Red họ lại hồi sinh được tất cả mọi thành viên của mình. Và JV spot dừng chân vị trí top 11. Chịu rồi. Gãy gập. JV họ dừng chân vị trí top 11. Tôi nhìn thấy JV dừng chân vị trí 1. Và câu chuyện của reverse red lúc này là gì? Reverse red như hôm trước mà tôi có nói chuyện với ở game thủ bên Via Minh ấy. Họ nhìn thấy Lion Group buông máy. Ở đây thì chắc là bên này họ bắn online, không studio, nên là họ không có chuyện buông máy, không nhìn đối phương buông máy. Nhưng mà Red họ chỉ cần sinh tồn thôi. Đấy, Red thì họ chỉ cần sinh tồn thôi. Và Red họ sinh tồn được. Red lại là một team mà họ sinh tồn rất là tốt. Chúng ta cùng nhau xem là vị trí cuối cùng ở trong trận cuối Red là bao nhiêu, vị trí đứng là bao nhiêu nhé. Tại vì thực ra là Red thì họ cần gì đâu. Đây là vị trí của Zaz Academy. Họ đi săn vào Exposi. Tiếp tục hạ gục vị trí Red. Red họ chỉ cần sinh tồn thôi. Trận cuối là Red họ chỉ chạy vo rồi. Trong khi JV họ đã dừng chân ở vị trí top 11 rồi.
Và Red thì họ vẫn đang bị đuổi, Red thậm chí đã bị săn đuổi tới từ chia Bru, tiếp tục chết. Nhưng mà Nameless trước đó thì họ vẫn đang chia người, mỗi người một nơi. Vẫn còn lại Sở Minh, vãi trưởng con bà bưởng. Vẫn còn lại Sở Minh, vẫn còn lại Sở Minh này. Và tiếp theo thì lúc đó thì Red hồi như anh ta lại hồi sinh được thêm người thì phải. Camera không thèm quay ở vị trí của Red. Chết rồi. Ấn nút gì nó bay bố đi mất rồi. Ấn nút gì nó bay đi mất hút rồi. Chưa, đây là lúc này còn Red không? Còn 5 người Red. Red họ vẫn hồi sinh lại. Trận đối cùng hình như Red họ chỉ có mỗi việc là đi kiếm xong rồi hồi sinh luôn. Red này họ chỉ đi hồi sinh luôn. Và lại bảo không, lại họ không bị săn đi. Cả Zad Academy đây, Red hồi sinh liên tùng tục này, Sở Minh này, Red biết các kiểu này, vẫn cố mỗi người đứng ở một nơi ạ. Nameless đứng một nơi này, Sở Minh đứng một nơi này, Diamond đứng một nơi này. Đúng chất game sinh tồn luôn. Đúng chất game sinh tồn luôn. Vãi trưởng con bà bường. Và Red họ dừng chân vị trí top 4. Với việc mà JV phải dừng chân 2 trận ở top 10 và top 11, còn Red thì họ có được mình với top 3 và top 4. Thì Red họ đi tiếp là đúng rồi. JV họ quá ỉ và cái chuyện là họ tay to. JV quá ỉ và chuyện tay to. Trận cuối thì đội nào top 1? CG top 1 rồi. Trông bá lắm. Mấy ông này kiểu tinh thần nó thoải mái. Đúng là cuộc đua ở cuối nó dã man thật. Chúng ta nhìn bảng điểm cuối cùng này. Reverse Red đã có được mình 156. Trong khi đó thì thật ra Reverse Red họ còn bằng điểm với cả XP Sport cơ. Nếu họ phải đứng dưới họ ít Buya hơn. Còn trong khi đó JV không có mình Buya nào. Đấy, cái chết của JV đấy là họ quá tự tin vào cái tay to của mình. Quá tự tin. Dẫn đến việc họ bị chết sớm, họ phải nằm xuống sớm. Và cái giá phải trả cho JV đấy là họ mất đi cái vé đi tiếp. Mặc dù trước ngày 1 thì điểm họ cao hơn và họ giao tranh tốt hơn so với cả Red. Nhưng cái giá họ phải trả là quá đắt. Nhưng mà thôi chấp nhận thôi, đấy là chuyện mà nó phải xảy ra. Và chúc mừng Reverse Red đã có mình đó là tấm vé đại diện cho Thái Lan để đi tiếp ở trong giải này. Còn trong cái đó thì Bru họ vô địch và họ hơn CG có 4 điểm. Nhưng mà thật ra thì cái này vô địch hay không vô địch không quan trọng lắm. Ý nghĩa ở trước vô địch này nó cũng không quan trọng nhiều lắm đối với cả Bru. Mà đúng là CG với Bru 1-9-1-10 nhỉ. Cách nhau đúng 4 điểm rank point. Hay rồi. Mặc dù chúng ta không để ý đến cuộc đua đấy lắm nhưng mà CG và Bru họ vẫn đua nhau đến những cái giây phút cuối cùng. Kẻ 8 lạng người nửa cân. Thanh All Round thì họ tự bắn vào chân mình từ ngay đầu ngày thi đấu thứ 2 rồi. Vừa vào fan quả top 12 chị. Ok, đó là chúng ta reaction giải Thái. Chúng ta thấy bên Thái có bắn rất là hay và có rất là nhiều những cái yếu tố thú vị ở trong giải đấu. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video phân tích. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau nhé. Video tiếp theo chúng ta sẽ nuốt đốt con giải Indo. Con giải Indo có khá nhiều plot twist hay. Ok, bye bye. Và đừng quên like, subscribe kênh Bình Luận Viên Riaki nha.